Rồi. Xin chào các bạn. Hôm nay ba mình lại nấu cho mình một món đó là B xào rau. thịt bê xào rau. Món canh này Mình bầu tôm. Hành canh bầu tôm tím. và mì hành tím và mì tôm. Thì ngon không, cảm nhận sao? Ngon không? Là ba là hỏi con nó Ừ. điên ngon không? Ừ. Thì nói ngon không? Vô duyên. Vô duyên đi. Một thằng cu tí quá vô duyên. Cười chắc bây giờ. Cái thằng vô duyên. Ngon sao ngon, ba nấu không ngon. Nhưng mà hỏi thật, có thấy ngon không? Ừ. Ngon thì nhai nút nhanh lên, ngậm đầy miệng. Rồi bye bye các bạn đi. Bye bye. Bây giờ